Lô hội hay nha đam là cây thảo sống nhiều năm, không cuống, lá màu xanh lục, mọc xít nhau, dày, hình ba cạnh, mép dày, có răng cưa thô. Lô hội được biết đến với khả năng như kích thích tiêu hóa, làm thuốc tẩy mạnh, thuốc thông mật nên được ứng dụng rất nhiều trong công tác hỗ trợ và điều trị bệnh. Lô hội nở vào mùa thu và hè, mọc thành chùm dài màu vàng, lục hoặc phớt hồng. Quả nang có hình bầu dục, lúc đầu có màu xanh chuyển sang màu vàng. Theo y học cổ truyền, lô hội vị đắng tính mát, rơi vào bốn kinh gồm vị tỳ, can và đại trường, có tác dụng tả hỏa, thanh nhiệt, mát huyết, giải độc, chỉ huyết, thông đại tiện, nhuận tràng. Thường sử dụng trong điều trị một số bệnh như đau đầu, phiền táo, chóng mặt, đại tiện bí, tiêu hóa kém, viêm dạ dày, viêm tá tràng, viêm mũi, cảm tích, kinh bế, đái tháo đường, co giật ở trẻ em. Bên cạnh đó, lô hội còn có tác dụng trong việc thúc kinh, tiêu viêm sát trùng, thông tiện mát máu, ngừng đau, tả hỏa, giải độc, chủ trì bỏng lửa, bỏng nước, nhọt lở độc sưng, kinh bế, cam tích, ghẻ lở. Hoa lô hội có tác dụng mạnh vị, lợi thấp, chủ trị cảm nhiễm đường niệu, tiêu hóa không tốt, viêm đường hô hấp. Bài thuốc cổ phương trị bệnh cực hay từ cây lô hội. Trong video này, Y học cổ truyền Việt Nam gửi đến quý khán giả 15 bài thuốc cổ phương trị bệnh cực hay từ cây lô hội, quý khán giả có thể tham khảo và áp dụng khi có chỉ định của thầy thuốc. Các bài thuốc cụ thể như sau. Bài 1. Theo Lĩnh Nam Thái Dược Lục, dùng hoa lô hội 20g sắc với rượu, có tác dụng trị nôn ra máu. Bài 2. Dùng lá lô hội 20g sắc uống ngày 1 thang, bài thuốc có tác dụng hỗ trợ chữa đái tháo đường. Bài 3. Theo Nam Phương chủ yếu hữu độc thực vật, dùng hoa lô hội 12 đến 20g khô, sắc uống ngày 1 thang, bài thuốc có tác dụng trị ho ra máu. Bài 4. Theo Nam Phương chủ yếu hữu độc thực vật, dùng rễ lô hội 20g, sắc uống ngày 1 thang, bài thuốc có tác dụng trị trẻ em cam tích. Bài 5. Dùng lô hội 20g, lá dâu 20g, hoa đại 12g, sắc uống ngày 1 thang chia từ 2 đến 3 lần, tác dụng trị đau đầu, chóng mặt. Bài 6. Dùng lô hội 20g, cam thảo 4g, bạch chuột 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2-3 lần, bài thuốc có tác dụng trị tiêu hóa kém. Bài 7. Dùng lô hội 20g, nghệ vàng tán bột mịn 12g, gia cầm 20g, cam thảo 6g, sắc uống ngày 1 thang chia từ 2 đến 3 lần. Nếu ợ chua nhiều, thêm mai mực tán bột 10g, chiều với nước thuốc trên, uống liên tục 15 ngày là một liệu trình. Bài thuốc có tác dụng trị viêm loét tá tràng. Bài 8. Theo Quảng Đông Trung Thảo Dược, dùng lô hội 20g, bỏ vỏ ngoài, lấy nước rửa sạch chất dính, sắc uống ngày 1 thang, có tác dụng trị ho có đờm. Bài 9. Dùng lô hội 20g, rễ củ gai 20g, nghệ đen 12g, cam thảo 4g, tô mộc 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, tác dụng trị kinh bế, đau bụng kinh. Bài 10. Dùng lá lô hội cắt từng đoạn rồi xé mỏng, áp vào da, bôi nhựa lô hội vào chỗ bỏng sẽ có tác dụng làm mát và nhanh lành, tác dụng trị bỏng. Bài 11. Dùng nhựa lô hội trên tổn thương sau khi vết thương được rửa sạch bằng nước sạch từ 3 đến 4 lần, có tác dụng trị mẩn ngứa, dị ứng. Bài 12. Dùng lá lô hội xé mỏng, bôi nhựa vào như chữa bỏng nói trên, hàng ngày bôi phủ lên nhưng không được kỳ rửa. Khi nhựa này khô đóng vảy bong ra thì có thể để lên da non. Nếu tràm chảy nước nhiều, có thể cô nhựa lô hội thành cao đặc dệt,
mà phết vào, phủ dày cho đến khi da da non. Bài thuốc có tác dụng trị eczema. Bài 13. Dùng lá lồ hội, xé mỏng đắp trên tổn thương, ngày đắp 2 lần, làm liên tục trong nhiều ngày. Bài thuốc có tác dụng trị viêm da. Bài 14. Dùng lá lồ hội giã nát, đắp lên chỗ sưng đau, đồng thời dùng lá lồ hội 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, có tác dụng trị quai bị. Bài 15. Dùng lồ hội 5 lá tươi, bóc bỏ vỏ ngoài, đem xay nhỏ cùng với 500ml mật ong, ngày uống từ 2 đến 3 lần, mỗi lần 30ml, tác dụng trị viêm đại tràng mãn tính. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến những kiến thức hữu ích đến quý vị khán giả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế hoàn toàn cho lời khuyên của thầy thuốc hay bác sĩ. Hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị nếu nhận thấy sức khỏe không tốt. Đồng thời, đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều hơn những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!